Tại sao 95% nhà đầu tư đều thua lỗ từ thị trường chứng khoán? Và em tin rằng dù là những anh chị mình đã đầu tư lâu năm hay là những anh chị mới bước chân vào thị trường, mọi người đều đã và đang mắc phải một số các sai lầm sau đây. Và có bao giờ anh chị mình tự hỏi rằng liệu thị trường tài chính có những cái chén thánh nào, có những cái công thức hay là bí quyết mua là thắng hay không? thì đó là một trong những câu hỏi rất là nan giải và trong cái buổi livestream ngày hôm nay em cùng với quý anh chị sẽ cùng nhau đi mổ xẻ cái chủ đề là bí quyết mua là thắng và lời nói đầu tiên cho em xin gửi một cái lời chào cũng như là một cái lời chúc sức khỏe Chúc năm mới thật là rực rỡ, thật là bình an đối với những anh chị nào mình đang xem cái buổi livestream ngày hôm nay của em. Ngày hôm nay là mùng 4 thì không biết rằng anh chị có những cái chuyển biến mới về tích cực nào trong công việc, cuộc sống, có mua nhà, mua xe hay không? Hay là anh chị còn đang bị loay hoay về những cái khoản lỗ, những cái khoản hiệu suất không tốt trong năm 2023? Thì đối với em á, cái gì nó đã qua rồi chúng ta hãy khép lại và tập trung cho một cái cơ hội mới, một cơ hội rất to của năm 2024 với các dòng, các ngành, đặc biệt là các ngành cổ phiếu, các cổ phiếu ngân hàng bắt đầu bùng nổ và đi lên, nó sẽ kéo các cổ phiếu khác vì ngành ngân hàng là một trong ba nhóm ngành có tỷ trọng vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán. Và một khi những cái ngành này đã đi lên thì sao ạ? À? Nó sẽ ảnh hưởng đến những cái nhánh, những cái ngành khác, ví dụ như là chứng khoán, ví dụ như là bất động sản hay là thép hay là tiêu dùng vân vân và vân vân. Nên năm 2024 sẽ là một trong những cái năm mà thay đổi vận mệnh tài chính của quý anh chị. Do đó mọi người cần phải xem kỹ cái buổi livestream ngày hôm nay nha. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần tổng trọng tâm ngày hôm nay đó là gì? Bí quyết mua là thắng và trước khi đi vào cái bí quyết này thì anh chị nhớ ủng hộ em một cái nút like một nút đăng ký kênh và một cái lời chào thân thương, thương vì trước là sao quen chúng ta sẽ cùng nhau kiếm tiền trong năm 2024 và đây là một trong những cái chuỗi livestream khai xuân để mà giờ chuẩn bị cho anh chị những cái cơ hội mới. Vì trong những quá trình anh chị mình nghĩ tới đó, thì có lẽ là anh chị sẽ bớt quan tâm với thị trường. Và khi anh chị mình lơ là đó lại là những cái sự thiếu sót không có chuẩn bị thì anh chị sẽ không kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán đâu. Và em thì vẫn ngồi đây để mà chia sẻ và nghiên cứu thị trường cho ra cho anh chị những cái buổi livestream thật là chất lượng, cung cấp những góc nhìn đa chiều. Nên là mọi người chừng chờ gì nữa, chưa ủng hộ em một cái nút like, một nút đăng ký kênh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về những sai lầm lớn 95% nhà đầu tư đều phải mắc phải và em tự nhận em cũng đã từng mắc phải như anh chị mình thôi nên chúng ta không cần phải phân biệt là ừ ông mắc phải chưa mà ông lại nói tôi thì em cũng chia sẻ anh chị luôn những cái sai lầm này ai cũng phải mắc phải và em cũng đã bị rồi em đã đánh đổi bằng tiền mồ hôi công sức rất nhiều nên em không muốn anh chị đi vào những cái vết xe đổ đó của em rồi đây là một số cái sai lầm phổ biến thứ nhất bắt đáy cổ phiếu khi đang rơi mạnh có anh chị nào mình đã trải qua không ạ? À? Thứ hai là trung bình giá xuống. Và cái lý do số 1, số 2 này gặp rất nhiều trong cái bối cảnh là thị trường đảo trên. Đặc biệt là những cái giai đoạn khủng hoảng năm 2022 khi các lớp tài sản bốc hơi, khi các cổ phiếu chiết khấu 40, 50, 60%. Anh chị có một cái tâm lý là ok, cổ phiếu nó rơi mạnh rồi, anh chị sẽ đổ tiền vào mua thêm. Nhưng anh chị càng đổ tiền thì cổ phiếu nó càng rớt và dẫn đến một cái gì ạ? À? Dẫn đến cháy tài khoản. Và thống kê năm 2022, rất nhiều nhà đầu tư họ phá sản chỉ vì gì? Chỉ vì trung bình giá xuống. Số 3 là không dám mua cổ phiếu giá cao. Và cái sai lầm số 3 này sẽ gặp rất nhiều trong bối cảnh là thị trường ốc và nói cách khác là trong giai đoạn hiện tại trong giai đoạn hiện tại thị trường đang lên thì anh chị rất là khó để mà thấy được những cái cú cổ phiếu giảm mạnh những cái giai đoạn thị trường xuống sâu nên anh chị sẽ có một cái tâm lý là ờ à, cứ trung mình giá xuống đi nhưng cho đến khi thị trường nó đã thật sự nó rơi anh chị sẽ trả giá rất nhiều còn trong cái bối cảnh thị trường hiện tại rất nhiều những cổ phiếu bùng nổ xuất phát để mà đi lên và anh chị không dám mua những cổ phiếu đó giả sử trong cái phiên cổ phiếu SSC bật tăng trần thì anh chị lại mua cổ phiếu KBC vì anh chị nghĩ rằng ừ KBC nó cũng là bất động sản khu công nghiệp, nó cũng sẽ phục hồi so với SJC. Nhưng mà kết quả là gì ạ? À? ATSC tăng thêm một cây trần nữa, là anh chị lãi hơn khoảng 7%, nhưng cổ phiếu KBC nó vẫn tiếp tục và đi ngang. Thứ tư, đây là một trong những cái sai lầm mà em tin rằng ai cũng phải mặc, mắc phải và em cũng như vậy. Đây là một trong những cái sai lầm rất lớn và khiến anh chị mình thiệt hại rất nhiều. Đó là gì ạ? À? Tức tay tại một điểm khi mà anh chị nghe về những cái cổ phiếu được PR, được marketing trên những cái diễn đàn, trên những cái hội nhóm quá nhiều. Ví dụ như là năm 2021, chúng ta nghe những cái bài báo, những cái câu chuyện về cổ phiếu DIG và năm 500 một triệu là rẻ rách. Thì anh chị sẽ có một cái tâm lý là ok. Bây giờ cổ phiếu ở giá năm thì anh chị chỉ muốn mua cổ phiếu một điểm một ở giá năm để mà nó lên giá 10 anh chị sẽ lại nhân đôi. Chứ anh chị không có đặt cái bài toán là ok, bây giờ giá năm nếu nó giảm xuống giá 4 thì sao? Hoặc là nếu nên nó tăng giá 6 thì sao? Anh chị không có cái sự chuẩn bị đó. Cuối cùng, đó là anh chị bị một cái tình trạng là dàn trải danh mục quá nhiều. Hầu như những anh chị nào mới tham gia vào thị trường, trong danh mục của mọi người đều có khoảng từ 7 đến 8 mã cổ phiếu. Một số người còn có khoảng 10, 15 mã cổ phiếu. Có anh chị nào bị hay không ạ? À? Có anh chị nào bị cái danh mục của mình quá dài hay không? Và cái số năm này cũng là một trong những cái rất là nguy hiểm. Khi thị trường có những cái biến cố thì anh chị không kịp xử lý chỉ cần trong vài phút thôi là các cổ phiếu của anh chị nó bịt cung là bình thường nên mọi người xem kỹ buổi livestream ngày hôm nay và cùng nhau khắc phục thay đổi để làm gì ạ à? kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán và nếu như anh chị mình đã mắc phải những cái sai lầm phía trên tuy nhiên là nó vẫn sẽ còn rất nhiều những cái sai lầm khác nhưng đây là năm cái sai lầm phổ biến nếu như anh chị mình đã mắc phải và anh chị mình muốn cải thiện muốn kiếm tiền trong năm 2024 thì anh chị bình luận chưa có bên góc phải màn hình bên dưới để mà chúng ta lấy một cái năng lượng lấy một cái nhiệt huyết chia sẻ cho cái buổi livestream ngày hôm nay thật là chất lượng được không ạ à? Rồi anh chị mình cùng nhau bình luận phía dưới chữ có để mà em biết được là à những cái sai lầm này anh chị đã đối diện với nó. Anh chị đã chấp nhận là ok mình sai rồi thì mình phải khắc phục, mình phải thay đổi. Thất bại nó không đáng sợ, chỉ đáng sợ cái gì? Khi thất bại mà anh chị anh chị không đứng dậy được, đó mới là cái đáng sợ. Rất nhiều nhà đầu tư mình mất tiền cho thị trường chứng khoán và họ nghĩ rằng thị trường này là cờ bạc nhưng 5% trong số họ họ lại rút ra những cái bài học và từ đó là gì? Họ kiếm được tiền thậm chí là họ hành triệu phú có những câu chuyện mà nó thật anh chị là anh chị nghĩ không tin được đâu một số người đồng nghiệp em quen á năm 2020 vốn chỉ có 200 triệu thôi sau một cái chu kỳ up trên lên một triệu đô là 24 tỷ thật không có điều đâu anh chị và đó là một trong những cái một trong những cái người mà họ liên tục rút ra những cái kinh nghiệm sau khi họ vấp ngã và em hy vọng rằng sau cái chuỗi livestream khai xuân chia sẻ những cái kiến thức thực chiến thì sẽ giúp anh chị kiếm được tiền và giữ được tiền tại thị trường chứng khoán được mà. Rồi, thì em cũng xin gửi một cái lời chào lại đối với toàn thể những anh chị nào mình mới đến với kênh của em. Một lời chào, một cái lời chúc sức khỏe và à, năm 2024 hứa hẹn một năm thật sự là bùng nổ với giới tài chính. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đi bóc tách về từng cái sai lầm. Đầu tiên là bắt đáy cổ phiếu khi cổ phiếu đang rơi mạnh. Tâm lý chung của nhà đầu tư cho rằng á cổ phiếu đang quá rẻ và hấp dẫn khi chiết khấu 25 30% trong vòng một khoảng thời gian ngắn, có thể là một tháng, có thể là 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần và đó là một trong những cái bẫy một trong những cái bẫy và rất nhiều nhà tư họ đã mắc phải những cái sai lầm và nói thật anh chị là cách đây khoảng một tuần thì em có một cái chị khách đấy chị khách đấy thì chị mua cổ phiếu ST8 trời cái hôm mà em báo chị đã bán chị đó không không bán ngay chị ở chừng chờ và cổ phiếu nó bị bịch cung nó bị kê sàn hai triệu rưỡi cổ phiếu một ngày không bán được và kể từ lúc mà chị bán được là cổ phiếu nó giảm hơn hai phần trăm tức là cái phiên em kêu bán thì mình không bán được và không dám bán và chỉ trong vòng khoảng 30 phút không kịp ra quyết định. 4 phiên sau cổ phiếu bịch cung dâm sàn và bị thiệt hại hơn 20%. Hơn 20% đó là một trong những cái bài học mà em nghĩ rằng uh, cũng trả giá rất là đắt anh chị. Bài học trên thị trường tài chính đều phải trả giá bằng tiền thôi, nhưng mà em hy vọng qua cái câu chuyện đó thì anh chị mình cũng rút cho mình một cái kinh nghiệm là gì? Những cổ phiếu đang rơi mạnh đằng sau nó có một cái thế lực đang bán ra và anh chị mình hạn chế mua rẻ vì trên thị trường tài chính các cổ phiếu rẻ vẫn sẽ tiếp tục rẻ hơn, còn những cổ phiếu cao thì sao ạ? À? Vẫn sẽ tiếp tục cao hơn. Lấy ví dụ anh chị đi, nói có sắp thì mất phải có chứng nữa mà. Rồi em sẽ lấy anh chị ví dụ những cổ phiếu nào đang rẻ, ST8. Đây là một trong những cái cổ phiếu mà anh chị hình dung nè. Nó rơi rất là kinh khủng nữa mà, rơi rất là kinh khủng và những cái phiên này nè, nó có thanh khoản thì em có chia sẻ là chị ơi mình bán đi, đây là cái phiên ngày 30 tháng 1 và khi mà chị không dám xử lý, chị không bán kịp đến cái phiên vừa rồi, cái phiên cuối cùng của năm 2023, chị bán thì cổ phiếu nó đã chiết khấu hơn 30%, rất là kinh khủng và không chỉ cổ phiếu ST8, những cổ phiếu bo cung ví dụ như là CSM, à, CMS, CMS là anh chị nhìn cái quá trình rơi của nó cũng rất là kinh khủng những cái phiên nó tạo thanh khoản cho anh chị mà bán anh chị không kịp bán là anh chị chỉ có là gì chỉ có ôm hàng kẹp hàng đó gần 40 phần trăm trong một khoảng thời gian ngắn hay là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu AGM đúng không mà đấy thậm chí những cái cổ phiếu này gần như là hủy niêm yết không còn giao dịch nữa bị ngừng giao dịch trên sàn chứng khoán rồi thì anh chị thấy một cái vấn đề là rất là khốc liệt những cổ phiếu này nó sẽ có một cái tính chất là bạo phát Bảo tàng. lên nhanh thì cũng sẽ xuống nhanh thậm chí nó không có cơ bản nào cả anh chị nhìn cái cổ phiếu BI cũng như vậy nè đấy bắt đầu là gì ạ bắt đầu gần như là anh chị nhìn cổ phiếu nó đi ngang và nó đang trong sướng là tiếp tục điều chỉnh đúng không đang trong sướng rơi mà anh chị nghĩ nó tạo những cái vùng nền này là nó cứng à không sau đó cổ phiếu tiếp tục giảm sâu hơn về những cái vùng phía dưới chiết khấu gần 66 phần trăm đây là một trong những cái cổ phiếu mà năm 2021 làm mưa làm gió một thời nha anh chị. Với câu chuyện gì ạ? À? Uh, BI thoái vốn đúng không ạ? BI nè. Đây nè, đấy. Uh, DDV nè. DDV nè, BII nè, TGG. Những cái đội mà nó làm mưa làm gió trong năm 2021. Thì bây giờ anh chị nhìn những cổ phiếu nó đang về đâu? Nó đang về mo anh chị, nó về đúng về giá trị thực tế của cổ phiếu. Nên chia sẻ anh chị một góc độ chân thành những cổ phiếu đang bị bán tháo với những cái vùng khối lượng to lấy ví dụ như chị con bích đi những cổ phiếu bị bán tháo với khối lượng to là sau lưng nó có một cái thế lực bán tổ chức họ bán này những cái lúc này nó kéo lên nó IPO về câu chuyện Vinfast và sau đó là gì cũng là một trong những cái vùng giá đỉnh của cổ phiếu và cổ phiếu nó tiếp tục nó rơi không phanh thì anh chị Hình dung này các cổ phiếu đang rơi mạnh đằng sau nó đang có một cái thế lực họ sẵn sàng họ bán ra một cái lượng hàng lớn nên anh chị hãy bỏ cái tư duy là bắt đáy cổ phiếu cổ phiếu nó rơi có nghĩa là cổ phiếu nó đang bị bán tháo nó không ngon tổ chức nó mới nó mới bán nếu như nó ngon tổ chức nó đã mua rồi thì anh chị cần phải hình dung dòng tiền lớn đang thoát ra với những cái doanh nghiệp đó thì cái việc anh chị cần làm là ok kệ nó chỉ mua những cổ phiếu những doanh nghiệp được những dòng tiền thông minh họ và họ đẩy giá thì anh chị đi theo những cái dấu chân của tổ chức anh chị sẽ gì kiếm được tiền thậm chí là anh chị kiếm được rất rất nhiều tiền số 2 là trung mình giá xuống. Hiện tại trong khi thị trường uptrend thì anh chị sẽ chưa thấy được cái sự khốc liệt của trung mình nó xuống. Nhưng mà em tin rằng những anh chị nào mình đã trải qua năm 2022 khi mà anh chị trung mình giá xuống. Đó là một trong những cái nỗi đau, một trong những cái sự hối tiếc của anh chị. Vì sao vậy ạ? À? Vì anh chị mình mất rất rất nhiều tiền rất nhiều nhà đầu tư đã phá sản thậm chí là họ không chịu được những gấp lực đó họ phải có những cái hành động khá là gì khá là quẩn đúng không mà và em không muốn anh chị lặp phải những cái sai lầm bây giờ thị trường nó vẫn tăng anh chị sẽ chưa cảm nhận được cái sự khốc liệt của nó nhưng anh chị nào mình đã trải qua năm 2022 anh chị có thể chia sẻ bên dưới bình luận giúp em được không ạ à? những anh chị nào mình đã trải qua giai đoạn khủng hoảng năm 2022 anh chị thấy được cái sự khốc liệt của trung bình giá xuống anh chị bình luận bên dưới góc phải được không ạ à? vì sao vậy vì em muốn những câu chuyện thực tế đến với những nhà đầu tư không phải là, ừ bây giờ mà em ngồi em chia sẻ cho anh chị những câu chuyện mà em biết á nhiều khi anh chị là không tin anh chị nghĩ là ừ ông này ông lên ông nói phép nhưng mà thực sự rất nhiều nhà tư họ đã đánh đổi mồ hôi công sức thậm, thậm chí là rất nhiều cái anh chị kể cả gia đình vì trung bình ra xuống và anh chị nào nếu như mình đã bị mắc phải cái sai lầm này trong khi thị trường đau trên và anh chị trả giá anh chị có thể để lại bình luận bên dưới để làm gì những anh chị khác họ thấy họ không đi vào những cái vết xe đổ đó vì em quan điểm là gì mình thành công mình phải biết giúp đỡ người khác và mình phải chia sẻ lan tỏa những cái giá trị này nên là nếu như anh chị thấy những cái giá trị em chia sẻ trong cái buổi livestream ngày hôm nay hay có thể là ủng hộ em bằng một cái nút share biết đâu những cái nút share những cái hành động nhỏ đó của anh chị là giúp những nhà tư khác không mất được không mất tiền từ thị trường chứng khoán đấy và chung mình đã xuống là một trong những cái bẫy khi mà anh chị mua cổ phiếu a ở mức giá năm sau đó cổ phiếu rơi về những cái vùng giá ba và anh chị không chấp nhận là anh chị mình sai anh chị không dám đối diện với nó là anh chị đã mua sai và anh chị gì bị một cái tâm lý là ok đi tìm hiểu về báo cáo tài chính đi tìm hiểu về doanh nghiệp đi tìm hiểu coi định giá be và bb coi coi doanh nghiệp nó có cái gì hay không nó có hấp dẫn hay không và liên tục gì thay đổi về cái tư duy từ là một nhà đầu cơ chuyển thành một cổ đông bất đắc dĩ có ai mắc phải không ạ à? em tin rằng ai cũng sẽ mắc phải không ít thì nhiều thôi anh chị và em không muốn chị mắc phải những cái sai lầm này Đặc biệt là khi thị trường giá xuống thì anh chị sẽ trả giá một cái giá rất là đắt nha anh chị. Đấy, đây là một trong những cái mà lý do phổ biến cực kỳ trung bình giá xuống. Số 3 là anh chị không dám mua cổ phiếu giá cao. Như em chia sẻ anh chị đó, cổ phiếu SSC khi mà nó bùng nổ đi mua giá trần anh chị không dám mua. Lấy ví dụ anh chị đi. Đây, SSC. Khi cổ phiếu nó bùng nổ cái phiên này nè, bực tăng trần 5.5% 5 đi, gần như là cao nhất phiên đi anh chị. bực tăng 5.5% em nhớ là nó kéo trong phiên ATC, kéo rất là dã man. Anh chị không mua được ATC, anh chị mua con gì? Anh chị mua con KBC. Anh chị nghĩ là ok cổ phiếu nó cũng sẽ lên so với cái ngành của nó. Nhưng mà sự thật phủ phàng nó không lên. Thậm chí anh chị thấy cổ phiếu GVR bậc tăng trần. Anh chị không dám mua cái này. Anh chị không dám mua cái này, anh chị mua cổ phiếu gì à? Mua VGC. Đấy, mua VGC tăng 42% nhưng những cổ phiếu này là những cái cổ phiếu loại 2 là 3, nó không thể hiện được cái sức bật của nó và nó không thể hiện được tổ chức họ tranh cho họ mua. Anh chỉ mua những cổ phiếu rẻ hơn. Anh chị nghĩ rằng nó sẽ lên nhưng mà kết quả thật là phủ vàng, Những cổ phiếu này nó quay lại những cái điểm xuất phát. Còn những cái cổ phiếu mà anh chị nghĩ rằng là nó đắt ấy, nó lại tiếp tục nó tăng thêm một giai đoạn nữa. Được không ạ? Nó lại tiếp tục nó tăng nó đó khoảng được gần 6 7%. Đó là một trong những cái sai lầm phổ biến trong giai đoạn hiện tại. Nhà tư mình không dám mua những cổ phiếu giá cao lấy ví dụ anh chị cổ phiếu gì ta lấy ví dụ anh chị cổ phiếu hcm này những cái điểm này anh chị không dám mua đỡ mà hay là những cái điểm dưới đây này anh chị mình không dám mua hay là những cái điểm này anh chị cũng không dám mua nhưng mà anh chị lại đổ tiền mua những cổ phiếu đi ngang ví dụ vnd này những cổ phiếu nó vẫn tiếp tục đi ngang hay là anh chị mua bms này đó và những cổ phiếu này anh chị thấy là dòng tiền nó không vào thì cái vấn đề mà nó phá những cái vùng hỗ trợ này là bình thường đủ mà hay là anh chị mua những cổ phiếu gì vci mua rất nhiều những cái cổ phiếu này. Và trong giai đoạn tuần vừa rồi á, trong giai đoạn mà khi thị trường của chúng ta à, bắt đầu à, những phiên cuối cùng á thì những cái cổ phiếu VND này nó cũng tăng, VISA nó cũng tăng. Thì đây là một trong những cái trường hợp hi hữu là anh chị vẫn sẽ có lãi nếu như anh chị mình đi theo cái phương pháp đó thôi. Nhưng khi mà anh chị thấy là các cổ phiếu bước vào cái pha nước rút á nó sẽ có một cái sự phân hóa tốc độ luôn. Các cổ phiếu nằm phía trên sẽ là một trong những cái ngôi sao kéo toàn bộ cái ngành nó đi lên. Lấy ví dụ anh chị hiện tại anh chị so sánh cổ phiếu BC1 đây là một trong những cổ phiếu ngành năng lượng và nó là cổ phiếu leader của ngành anh chị nhìn cái trend xu hướng nó là vẫn là trend đi lên đúng không ạ cho dù nó có chỉnh nhưng mà nó vẫn đi lên so với cái việc anh chị mua cổ phiếu bầu cổ phiếu đi ngang qua thị trường tăng những cổ phiếu nó vẫn đi ngang nó không tăng được hay là anh chị mua cổ phiếu gì ri cũng là cổ phiếu trong những ngành năng lượng một cái thị trường lên cổ phiếu lên một cái thị trường lên nhưng mà cổ phiếu xuống nó khác nhau một trời một vực và anh chị cần phải thay đổi cái tư duy này ngay nếu như anh chị muốn kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền từ thị trường chứng khoán vì những cái cổ phiếu giá cao á nó thể hiện được cái dấu chân của hành vi tổ chức là họ muốn vào họ đẩy giá lấy ví dụ anh chị hát xem nè những cái vùng thanh khoản to như thế này không thể nào đến từ nhỏ lẻ mà nó phải đến từ tổ chức mà anh chị nghĩ tổ chức nó kéo vài phần trăm mười hai mươi phần trăm này để mà nó phân phối à? làm gì mà có chuyện đó ngay được làm gì mà nó ra được hàng với những cái vùng thanh khoản bé thì dòng tiền thông minh nó vẫn còn kẹp ở đây nè nó giống như câu chuyện của những cổ phiếu ngân hàng CTG những giai đoạn này nè dòng tiền nó đổ cả ngàn tỷ trong một tuần kéo cổ phiếu này lên anh chị kêu đây là bồ nhưng mà sau đó một tuần sau cổ phiếu nó vẫn tiếp tục tăng gần 10 tăng 14 rất là giả mang trong khi anh chị không dám mua những cái thằng này anh chị mua những cổ phiếu ví dụ VIB Bank anh chị dung được mà những cổ phiếu này trước sau nó cũng lên nhưng mà cái đầu điên nó không bằng cái độ khỏe nó không bằng hay là anh chị nhìn cổ phiếu SHB này tại sao thị trường vẫn lên nhưng mà cổ phiếu này nó bị xả một cây 1.500 tỷ những cái điểm này nó khác nhau một trời một vật với con gì với con MBB không mà khác nhau một trời một vật một cổ phiếu liên tục phá đỉnh để mà đi lên còn một cổ phiếu gì sau khi bị bán tháo thì phải tạo một cái vùng cân bằng tính theo tuần thậm chí tính theo tháng là bình thường và em không biết được sau cái phiên này nè cổ phiếu nó có lên được hay không hay là nó rủ về những cái vùng phía dưới vì những cái lực bán của cổ phiếu này nó quá to đi anh chị một nghìn tỷ mà 127 triệu cổ phiếu những cái lực bán quá kinh hoàng đi thì những cổ phiếu này phải cần thời gian rất rất lâu và đó là một trong những cái sai lầm rất phổ biến của anh chị hiện tại nha số 4 là anh chị bị một cái là anh chị mình tức tay tại một điểm tức tay là gì anh chị có một tỷ anh chị mua đúng một cổ phiếu mua đúng một tỷ tại một điểm và anh chị nghĩ rằng là gì à, mua xong là thắng đó là một trong những cái bài viện. vì anh chị hình dung là thị trường này nó làm thiên biến vạn hóa thị trường nó là cái thị trường của xác suất nó muôn hình vạn trạng lắm Ai mà biết được ngày mai Trung Quốc Đài Loan như thế nào, ai mà biết được khu vực biển đỏ nó căng thẳng như thế nào, liên minh Mỹ và Anh sẽ như thế nào với bên Houthi? chúng ta sẽ có rất nhiều những cái sự kiện mà không thể ai không ai mà dự đoán được và anh chị càng gì, càng mua tất tay tại một điểm càng tỷ trọng cao thì anh chị càng rủi ro. Vì sao vậy? Nếu như trong tuần sau, ở trong bắt đầu phiên dịch lại hai ngày nữa đúng không ạ, thị trường của chúng ta uh, xảy ra những cái biến cố về tài chính, xảy ra những cái biến cố căng thẳng về chính trị của những cái nước khác đi, những cái cường quốc khác thì các thị trường tài chính nè, thị trường của Mỹ nè hay là Trung Quốc hay là Việt Nam đều có những cái quá trình là giảm giảm mạnh hết. Thì anh chị mình tức tay thì anh chị sẽ đặt một cái rủi ro cực kỳ kinh khủng. đó là anh chị cần phải chia vốn ra để mà mọi người giải ngân. Đừng có quăng một cục tiền vào và nghĩ rằng ok, nghe ông tư vấn này nói hay đó. Mua theo ổng đi là có là chắc chắn có tiền về. Đó là cái sai lầm nha. Thậm chí đến giờ này hiện tại em vẫn cắt lỗ là anh chị bình thường em cắt lỗ là câu chuyện bình thường anh chị nhưng mà em cắt lỗ em có một cái phương pháp có một hệ thống những lần em cắt lỗ là nó chỉ là một hai phần trăm thôi và không bao giờ mà em all in quăng một cục tiền vào thậm chí em không khuyến nghị khách hàng là anh chị mình cứ hết hết tiền quăng vào đi anh chị sẽ có lại không bao giờ em làm được những cái việc đó vì em biết rằng thị trường tài chính nó là cái thị trường sản xuất nên nó vẫn sẽ có những cái rủi ro một phần trăm rủi ro nó vẫn là rủi ro nhưng không phải vì một phần trăm đó mà anh chị không đầu tư nha nhà đầu tư luôn có hướng là muốn tăng lớn ngay từ đầu mua giá năm muốn ăn 100% từ giá 5 lên giá 10 chứ anh chị không nghĩ rủi ro nếu cổ phiếu từ giá 5 mà nó rớt về giá 3 sẽ như thế nào nên là anh chị mua một điểm luôn trong trạng thái là full mà luôn hoặc 100% vốn rồi kết quả là trả giá rất là đắt và nếu như anh chị mắc phải cái sai lầm số 4 này anh chị bình luận số số 4 bên dưới giúp em đi ạ à? nếu như anh chị mắc phải sai lầm số 4 này anh chị bình luận số 4 em thừa nhận em là người từng mắc phải những cái sai lầm này và trong khoảng 2 3 năm trở lại đây em không mắc phải sẽ làm này và em đang truyền tải và chia sẻ kể cả những anh chị chưa là khách hàng hay những anh chị đang là khách hàng cũng chia sẻ cho anh chị một cái tư duy là gì làm giàu chậm thôi mọi người cứ bình tĩnh làm giàu chậm thôi những nhà đầu tư như là Warren Buffett tổng tài sản hơn cả trăm tỷ đô họ mua cổ phiếu họ nắm giữ 10 năm 20 năm 30 năm họ mua cổ phiếu và nắm giữ rất lâu vì sao vậy họ nhìn được cái tiềm năng của doanh nghiệp họ làm giàu chậm chậm nhưng mà bền nhưng mà chắc còn anh chị nào mình chưa có kinh nghiệm nhiều mà anh chị máu máu mua vào là phải có tiền thì anh chị sẽ trả giá và phá sản rất nhiều lần trên thị trường tài chính và bản thân em đã trả giá quá đắt rồi anh chị hai lần phá sản rồi nên là em không muốn anh chị mắc phải những cái sai lầm như là em trong quá khứ nữa nha còn hiện tại là không có đâu cách đây khoảng 3 năm 3 năm thì có nhưng mà đến thời điểm hiện tại là không có chuyện đó và những anh chị nào đồng hành cùng em anh chị biết cái cách em chia sẻ cho anh chị đi vốn như thế nào quản trị rủi ro như thế nào thì anh chị cũng đã hiểu rồi nên là em sẽ không trình bày quá nhiều nữa và nếu như anh chị mắc phải cái sai lầm số 4 bình luận số 4 bên dưới góc phải màn hình giúp em nhé rồi và nếu như anh chị nào mình chưa bấm ủng hộ em một nút like và nút đăng ký kênh thì anh chị nhớ thao tác hành động thật là nhanh để làm gì để mà chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên trong năm 2024 rồi em thấy cũng khá là nhiều anh chị mắc phải đấy. Em cũng như vậy thôi, chúng ta chia sẻ thẳng thẳng với nhau nha. Số 5, cuối cùng, dàn trải danh mục quá nhiều. À, hiện tại là em có tư vấn một số anh chị khách hàng, một số anh chị nhà tư. Mình nhắn tin cho em là em ơi, sau ngày nào cũng nghe em cơ cấu hết. Thì lúc đó khi thị trường chưa chỉnh, anh chị sẽ chưa nhận ra, nhận ra được. Thì em sẽ lấy anh chị lý do tại sao phải cơ cấu cổ phiếu. À, cách đây khoảng 2 tuần. Khi thị trường của chúng ta chưa rơi đâu, thị trường chưa có cái cú rơi 15 điểm này đâu. Thì những cái cổ phiếu như là SHB á, hệ thống khách hàng em mua những cái vùng này nè anh chị anh em mua SHB cái cây này nhưng mà sau đó hàng về em thấy không ổn là trên những cái vùng này là em báo bán hết lãi khoảng một hai phần trăm em báo bán hết vì em thấy là cổ phiếu nó không quyết liệt trong cái quá trình nó lên hay là cổ phiếu VB băng cũng như vậy em mua ở những cái vùng ở đây nè anh chị mua những cái cây này nè đó hàng về mà em thấy nó họ à, mua những cái cái đoạn này giai đoạn đây nè mua những cái vùng giá khoảng 19.3.2 đây nè anh chị mua những cái vùng bên đây nè mà em thấy hàng về nó không đánh em thấy nó có một cái tình trạng là gì à? rướng rướng thì em báo khách hàng hạ hết ở trên qua đây nè là mình lại đó khoảng một hai phần trăm nó không nhiều mình hạ ra vì em thấy cái xung lực đánh của cổ phiếu và cái độ nảy cổ phiếu nó không mạnh cái ý chí quyết tâm của cổ phiếu nó không lớn nó là gì em báo hạ ra hay là cái cổ phiếu gì STB cũng như vậy nè mua đâu đó quanh những cái này nè nhưng mà khi hàng về em thấy cổ phiếu nó có vấn đề nó không tiếp tục đánh lên thì mình cũng báo hạ mình quản trị ngay trước khi cổ phiếu nó có những cái cú giảm như thế này thì em muốn chia sẻ những cái vấn đề là gì ạ à? là anh chị cần phải cơ cấu danh mục liên tục và tại sao em phải cơ cấu stb nè trong trong cách đây khoảng một hai tuần nha đấy khi mà thị trường nó còn chưa xảy ra những cái cú chỉnh này đâu đó, chưa xảy ra những cái cú chỉnh này đâu tại sao em báo anh chị mình cơ cấu liên tục khi anh chị cơ cấu những cổ phiếu này tiền anh chị để làm gì mua những cổ phiếu khỏe hơn ví dụ như là mb băng ví dụ như là acb ví dụ như là gvr đúng không mà đây đây là cái điểm hệ thống khách hàng em mua nè lãi gvr hơn 10% rồi vậy vẫn chưa ý định là chốt non hay là hsc cũng như vậy hệ thống khách hàng em mua trước khi chi cổ tức nè mua từ những cái vùng đó trước tháng 1 cuối tháng 12 đó và thông báo khách hàng em ăn luôn cả cổ tức ý, ý là gì ạ à? ý là mình mua luôn á mình mua nhận cả cổ tức quyền mua 20.000 đó và hiện tại vừa lãi quyền mua cổ tức này 20.000 mà bây giờ giá 42 rồi anh chị lãi nhân đôi chưa ạ à? rồi lãi thêm cái gì nữa anh chị lãi thêm về cái phần giá về cái phần giá nó đang quay về và thậm chí là vượt luôn cái vùng trước khi chia cổ tức đây là một trong những cái mạ cổ phiếu khá là thành công trong quý tư vừa rồi của hệ thống khách hàng bên em và bây giờ mình vẫn giữ và em vẫn chưa bán với những cái cổ phiếu này đâu nha anh chị lưu ý vì em thấy cái lực đánh và cái cách dòng tiền nó vào những cái cổ phiếu này tương đối khá là mạnh nên em vẫn sẽ tiếp tục giữ đó thì em muốn chia sẻ anh chị một cái một vài cái vấn đề cái lý do để mà mình cơ cấu là mình bán những cổ phiếu yếu mua những cổ phiếu mạnh chứ không phải là ừ chứng khoán mình có hai ba con ngân hàng có hai ba con thép có hai ba con dầu khí có hai ba con năng lượng có hai ba con và anh chị càng cơ càng làm dài với một mình ra khi thị trường có những cái biến cố như cái phiên này nè à, những cái phiên giảm 15 điểm là những cái phiên nhẹ nha anh chị rất là hoảng loạn anh chị sợ rồi sau đó anh chị không biết bán cổ phiếu nào rồi dẫn đến những cái hành động sai lầm khi mà tâm lý của mình nó không phận nên anh chị mình đã đang mắc phải những cái sai lầm này thì em hy vọng rằng năm 2024 anh chị cần phải cơ cấu danh mục và mọi người cần phải thay đổi về cái tư duy là mua ít mà cổ phiếu nhưng những mã cổ phiếu đó là những mã leader những cổ phiếu giúp anh chị tối ưu hóa trong quá trình đầu tư một tỷ anh chị chỉ nên mua dưới năm mã thôi nhiều người kêu là gì ờ, ông càng mua nhiều mã thì nó càng uh, ít rủi ro nhưng mà nó thật anh chị em đầu tư tại thị trường tài chính đó em đầu tư cả những cái thị trường điện tử số như bitcoin hay là những cái thị trường thị trường chứng khoán nước ngoài đi thì em thấy là gì anh chị càng mua nhiều mà khi anh chị không có kiến thức ấy, anh chị càng rủi ro còn khi anh chị mua ít mã nhưng mà anh chị hiểu vận động của cổ phiếu hiểu cấu trúc hành vi dòng tiền thông minh làm gì thì anh chị sẽ an toàn hơn rất rất là nhiều chứ không phải là nghe ông này ông kia nói ừ ông cứ mua nhiều mã đi càng nhiều mã thì cái tỷ lệ rủi ro nó càng giảm không có khi anh chị mua càng nhiều mã mà anh chị không có kiến thức anh chị không có lựa chọn được những cổ phiếu trong những cái ngành mạnh rủi ro anh chị nó càng cao hơn đúng không mà nó càng cao hơn giống như là không có kiến thức mà anh chị là gì là anh chị mình dàn tải khi thị trường có biến cố, thì anh chị sẽ trả giá một cái giá rất là đắt. Trong vòng khoảng 50 phút khi thị trường xảy ra những cái sự việc là mở biên đi, anh chị không xử lý kịp là cổ phiếu nó sẽ rơi từ tham chiếu mà thậm chí nó có thể kéo về những cái vùng giá sàn. Và em tin rằng những anh chị nào mình đã mắc phải, anh chị nghe đến những cái những cái những cái lời chia sẻ này của em á rất là bộc bạch, thì anh chị hiểu được. Vì anh chị đã mắc phải rồi. Còn những anh chị nào mới tham gia vào thị trường, anh chị sẽ chưa trải qua đâu. Anh chị sẽ chưa trải qua đâu nhưng từ từ em tin rằng anh chị cũng sẽ trải qua và đó là lý do em làm một cái một cái chuỗi livestream một cái chuỗi khai sung để mà hy vọng sau những cái video này, sau những cái buổi này sẽ giúp anh chị thay đổi về cái vận mệnh tài chính của mọi người nha. Năm cái lý do mà rất nhiều anh chị mình mắc phải. Rồi, vậy nhà tư cần phải làm gì? Cần phải thay đổi ngay. Anh chị cần phải thay đổi ngay nếu như anh chị không muốn mất tiền nữa. Vậy thay đổi bằng cách nào vậy em? Đấy, có anh chị nào muốn thay đổi không? Nếu như anh chị muốn thay đổi, anh chị bình luận chữ muốn bên dưới góc phải để em thống kê được à bao nhiêu nhà tư mình muốn có một cái góc độ mới, có một cái tư duy mới, có một cái hệ thống, có một cái phương pháp mới và có muốn ý chí kiếm tiền từ thị trường chứng khoán. Bình luận chữ muốn bên dưới. Rồi em sẽ chia sẻ cho anh chị một cái bí kíp. Bí kíp nha rất là hay, rất là thực chiến, mà không phải ai cũng chia sẻ cho anh chị em nào. Bình luận chỉ muốn mình giúp em nhá. Rồi em muốn miếng nước rồi chúng ta sẽ phân tích tiếp nha cả nhà. Nói nãy giờ rất là khang tiếng nên nếu như anh chị mình quý mến em, ủng hộ em một cái nút like, một nút đăng ký kênh, à, hoặc là một cái một cái lời cảm ơn đó sẽ là những cái động lực tinh thần để mà em ra những cái chuỗi series thực chiến để mà giúp anh chị thêm về cái cái quá trình là đầu tư nó hiệu quả hơn. <laughs> Rồi ok. Vậy bây giờ chúng ta cần phải thay đổi gì ạ? Thứ nhất, anh chị cần phải thay đổi về những cái điểm mua của anh chị. Anh chị hãy cố gắng mua những cổ phiếu ở gần những cái nền tảng và cái yếu tố đầu tiên á là anh chị phải lựa được cái ngành nào là cái ngành mạnh. Anh chị phải lựa đâu là cái ngành mạnh? Vậy hiện tại ngành nào mạnh nè à? Em nghĩ rằng anh chị em không cần nói anh chị cũng biết là đúng không ạ? À? Ngành gì? Ngành gì ạ? À? Ngành ngân hàng đúng không ạ? À? Ngân hàng là những cái ngành rất là mạnh trong cái là hiện tại. Thì cái đầu tiên anh chị cần phải mua là mua cái ngành mạnh. Và anh chị lựa được cái ngành mạnh rồi thì anh chị phải mua gần cái nền tảng. Lấy ví dụ anh chị nha, anh chị mua cổ phiếu ACB đi. ACB, ACB thuộc ngân hàng là những ngành mạnh đúng không? Thì đây là những cái vùng nền tảng của cổ phiếu, những cái vùng đi ngang tích lũy của cổ phiếu. Thì anh chị mua những cái vùng này, mua gần nền tảng, anh chị sẽ rất là an toàn. Khi thị trường có biến cố giảm 15 điểm này, thị trường có biến cố giảm 15 điểm, cổ phiếu nó chỉ giảm 0.8%. Nó thể hiện được là nó là cái quả bóng tennis, nó tiền hiện được cái sức bật luôn, chứ nó không có giảm sâu thì anh chị mua gần nền tảng anh chị sẽ có lợi thậm chí anh chị mua những cổ phiếu như là gì mở băng cũng như vậy những cái vùng nền tảng mua gần nền tảng thì anh chị sẽ có lợi đây là những cái nền tảng nhỏ nhưng mà những cái nền tảng lớn là như thế nào đây đây là những cái nền tảng lớn của cổ phiếu càng mua gần nền tảng thì anh chị sẽ càng an toàn đấy rồi cái tiếp ctg các vậy nè anh chị mua gần những cái vùng nền tảng thì lấy gì mà anh chị rủi ro đúng không mà mua những cái vùng nền tảng lấy gì mà anh chị rủ ro cao được đầu tiên phải chọn cái ngành mạnh và anh chị mua những cổ phiếu gần nền tảng nhất nền tảng là cái quá trình tích lũy đi ngang của cổ phiếu. đây là quá trình tích lũy đi ngang. Này. hãy lựa ngành mạnh rồi mới mua gần nền tảng nha. thì anh chị đừng có uh, đi vào một cái là mua một gần nền tảng luôn. lấy ví dụ anh chị con vc 7 nè. đây là những cái vùng nền tảng của cổ phiếu. đây là những cái vùng nền tảng của cổ phiếu nè. đó. nhưng mà anh chị mình mua không lựa chọn được, không đánh giá được đó có phải là cái ngành mạnh hay không thì anh chị sẽ trả giá rất là đắt. tại sao vậy? những cổ phiếu nó đục thủng nền và đi xuống luôn. vì nó không phải là cái ngành mạnh, nó không có dùng tiền vào. hay là anh chị nhìn những cổ phiếu như là đức xanh cũng như vậy nè. Anh chị thấy cái cấu trúc nó đang chuối chuối hướng xuống không ạ? À? Những cấu trúc đó là chuối chuối hướng xuống nè. Đấy bắt đầu những cái vùng này có thể nó sẽ có một cái điểm spring ở đây bất cứ lúc nào. Tuy là nó vùng nó ở gần những cái vùng nền tảng nhưng nó không thuộc cái ngành mạnh thì em sẽ không mua những cổ phiếu này. Cho dù nó có nền tảng em cũng không mua. Quan trọng anh chị phải lựa được đâu là những ngành mạnh. Lấy ví dụ anh chị mua STB. Nó gần những cái vùng nền tảng này thì cái rủi ro anh chị gặp phải là rất thấp. Có chăng có chỉnh nó chỉ chỉnh 2 3% thôi. 2 3% thôi, nhưng mà nếu như anh chị mình mua sai nền tảng thì sao? lấy ví dụ anh chị con CTG nếu như mà ngày hôm cuối cùng á, cái phiên cuối cùng ngày thứ tư đúng không ạ thứ tư tuần trước mà anh chị mình mua cổ phiếu này nè ở những cái vùng quá cao đi khi mà nó tăng 5 phần trăm có phải là rủi ro rủi ro chứ anh chị khi thị trường rung lắc kéo về những vùng phía dưới thì những cổ phiếu này nó sẵn sàng nó đạp 5 7 phần trăm 10 phần trăm là bình thường nó đạp về những cái vùng phía dưới đây là bình thường và khi anh chị mua quá cao anh chị sẽ vi phạm cái quy tắc cắt lỗ rồi khi anh chị vừa bán xong cổ phiếu lại bật tăng ngược lên trở lại thì anh chị lại nói rằng thị trường này cờ bạc nhưng bản chất thị trường không cờ bạc chỉ có anh chị mua sai điểm và ừ. anh chị nghĩ rằng thị trường nó cờ bạc so với cái việc anh chị mua những cái vùng nền á thì bây giờ nó có chỉnh quay về những cái vùng nền thì anh chị cũng không thể lỗ được lấy ví dụ anh chị đi ANV em sẽ lấy cho anh chị ví dụ để mọi người hình dung được à, lấy ví dụ anh chị ANV này những cái điểm mua gần nền tảng đây là những cái vùng nền tảng giá của cổ phiếu này. khi mà nó gần những cái vùng đi ngang hấp thụ này kia khối lượng đây là những cái vùng giá vốn của tổ chức anh chị mua những cái vùng này anh chị sẽ rất là an toàn thậm chí anh chị mua những cái giá đỏ này anh chị vẫn an toàn nhưng những cổ phiếu này nó đã đi lên xa một đoạn tăng khoảng 20 30 phần trăm tăng bao nhiêu phần trăm à nó tăng gần 47 phần trăm rồi anh chị nha ý là nó tăng trên 20 phần trăm mà anh chị đi vốn sai anh chị mua quá nhiều ở những vùng này nè nó không có bất kỳ nền tảng nào thì thị trường chỉ cần hắt hơi sôi mũi thì tài khoản của anh chị bốc hơi rất nhanh và anh chị giảm mà lỗ là lỗ kép chứ không phải là lỗ một đó vì anh chị sử dụng margin, nó sử dụng đồng bảy cao thì anh chị lỗ là lỗ kép nên hãy thay đổi với cái tư duy lấy chị, ví dụ VHC này đấy những cái điểm này nè những cái điểm này không phải là những cái điểm mua không phải là những cái điểm mua vì sao thứ nhất phân kỳ giá khối lượng này giá tăng mà khối lượng giảm thứ hai là nó đã xa những cái vùng nền tảng nền tảng nó nằm phía dưới này. mà nó đã quá xa rồi thì những ai mua những cái vùng nền tảng là khi có biến cố họ sẵn sàng họ bán họ vẫn chốt lại mang tiền về nhà nhưng những anh chị nào mình mua quá xa trên đây hàng về mà thị trường thị trường rung lắc mà hàng chưa kịp về mà đợi hàng về mà thị trường lúc đó là xấu thì anh chị biết là anh chị trả giá rất đắt lỗ 70% phần trăm là bình thường lỗ 70% phần trăm là bình thường nha anh chị nên anh chị hãy cố gắng mua gần nền và đầu tiên là phải lựa cái ngành mạnh lấy ví dụ anh chị nè anh chị mua những cái vùng nền tảng này những cái vùng nền tảng này, này. những cái vùng mà cổ phiếu nó đi ngang này nó sẽ an toàn vì sao vì sao ạ à? vì nó không có cái biên tăng không có nhà đầu tư mình có lại nhiều thì họ sẽ không chốt lời nhưng khi cổ phiếu đã tăng một đoạn này sẽ có rất nhiều uh, um, sẽ có rất nhiều nhóm đầu tư những nhóm đầu tư về bờ họ chốt ra một nhóm đầu tư họ bắt đáy họ có lời họ cũng chốt ra thì dẫn đến một cái vấn đề là cổ phiếu sẽ gặp hai cái nguồn cung và hai cái nguồn cung đó sẽ khiến cho cổ phiếu nó có một cái quá trình giảm 7 phần 15% là bình thường đúng không giảm 13% còn khi anh chị mua những cái vùng nền đó, nó sẽ rất là an toàn nha anh chị Này anh chị mua những cái vùng nền nó sẽ rất là an toàn so với cái việc mà anh chị đợi cổ phiếu nó tăng 30 40% anh chị mới mua hình dung được không ạ à? đây là một trong những cái kiến thức rất là hay mua gần nền và yếu tố đầu tiên phải lựa cái ngành mạnh mua gần nền mua gần nền tảng với những cái ngành mạnh nha còn những cái ngành yếu mà anh chị mua nền là anh chị bị rủ đạp là bình thường lưu ý kỹ nghe kỳ cái vấn đề này tránh anh chị là gì rau ông này cắm cầm ở kia nghe hiểu sai ý là anh chị là anh chị lỗ ngay chứ anh chị không kiếm được tiền đâu mua gần nền tảng đối với những nhóm ngành mạnh mua gần nền tảng đối với những nhóm ngành mạnh mua gần nền tảng đối với nhóm ngành mạnh cái gì quan trọng em sẽ nhắc ba lần nha chia sẻ rất kỹ sau này anh chị đừng nói là ừ ông này ông chỉ tôi mua gần nền mà tại sao tôi lỗ vì anh chị mua toàn những nhóm ngành yếu không à tiếp phân bổ vốn đây là một trong những cái mà em nghĩ rằng là không phải ai cũng bật mí mà chia sẻ với anh chị tại sao có người lãi tại sao có người lộ? và anh chị đọc về những cái cuốn sách của Mac Minervini Jesse Livermore hay là Dan Zenger hay là cuộc hội thoại của những bậc thầy đầu cơ họ không bật mí cho anh chị về cái cách phân bổ vốn họ không nói được vì đó là cái công thức mà giống như anh chị ăn phở tại sao phở thình lại rất đắt có công thức gia truyền được mà cái cách thầm xương của họ cũng khác, cái sợi bún của cái sợi phở của họ cũng khác và cái nguồn thịt bò của họ cũng khác đó là công thức gia truyền và cái phân bổ vốn này những cái bậc thầy đầu cơ họ không chia sẻ cho anh chị họ không nói bài bản một cách cụ thể đâu và họ chỉ nói là wala la qua thôi nhưng em thì chia sẻ cho anh chị cách để mà anh chị mình uh, sử dụng một cái nguồn vốn sao cho hiệu quả rất là hay nha và không phải ai cũng chia sẻ cho anh chị đâu nên là nếu như anh chị mình thấy hay thì anh chị ủng hộ em một cái nút like một nút đăng ký kênh và ai chưa tham gia room cộng đồng có thể quét mã qr code bên góc trái. Bên góc trái quét mà QR code hoặc là bấm bên dưới bình luận góc phải á, anh chị tham gia và trong nhóm cộng đồng em sẽ chia sẻ với anh chị nhiều giá trị hơn. Phân bộ vốn như thế nào là hợp lý em? Đầu tiên á. Đầu tiên anh chị muốn biết là phân bộ vốn như thế nào là hợp lý. Thì sao Thì anh chị phải chú ý, chú ý những cổ phiếu đó có phải là những cái nhóm mạnh mạnh hay không. Cái yếu tố đầu tiên là chúng ta chỉ mua ở những cái nhóm mạnh mạnh thôi. Chúng ta chỉ mua ở những cái nhóm mạnh mạnh. Em sẽ lấy anh chị ví dụ cổ phiếu ngân hàng đi, lấy anh chị cổ phiếu CTG, tự nhiên nó bị lỗi đây. Lấy ví dụ như cổ phiếu CTG này với những cái cổ phiếu CTG thì khi anh chị mình mua cố gắng mua những cái vùng nền tảng này đây là những cái vùng nền tảng của cổ phiếu anh chị có thể mua bao nhiêu 30 40 phần trăm những cái vùng này khi mà cổ phiếu xuất phát vùng nổ lên anh chị có thể mua thêm đó anh chị có thể mua thêm với điều kiện anh chị phải có hàng sẵn thì anh chị mới gia tăng còn khi mà anh chị mua những cái vùng nền tảng á ví dụ anh chị mua những cái vùng ở đây đi à, mua những cái vùng này đi mà anh chị thấy lên đây nè bắt đầu nó có những cái quá trình phân kỳ giá khối lượng nó bắt đầu nó yếu đi nó không thể những cái ý chí quyết tâm á thì anh chị hãy bán cái phần mua thăm dò nó ra giả sử ở những cái vùng này anh chị mua 1/3, 1/3, 1/4, anh chị phải lấy vị thế, anh chị phải lấy vị thế ít nhất là 25%, mua những cái vùng này nè khi mà nó nổ lên, ok, anh chị có thể là gia tăng, vì anh chị đang có hàng sẵn, anh chị đang lãi, anh chị có quyền gia tăng. nhưng khi anh chị mình gia tăng nó, anh chị phải đánh giá liên tục, à, cổ phiếu này nó có thật sự đi lên hay không, hay chỉ là một trong những cái nhịp buông trap và cổ phiếu nó quay đầu nó rũ, cho đến khi gì? cho đến khi cổ phiếu nó xác nhận, rồi xác nhận phiên bán tháo thì anh chị phải gì xử lý toàn bộ cái phần vị thế mình ra luôn xử lý những cái phần phía dưới đây và những cái phần anh chị mua gia tăng những cái điểm này vì sao vậy cổ phiếu đột nhưng mà có một cái cây bán sàn như thế này là khối lượng rất to không phải nhỏ lẻ nhỏ lẻ bán mà là tổ chức họ bán thì anh chị phải xử lý những cái vùng này ra cho đến khi gì anh chị lặp đi lặp lại đến khi anh chị vào được chính sống này ví dụ anh chị mua những cái vùng này anh chị mua một phần khi đó cổ phiếu bùng nổ lên anh chị mua thêm một phần và cổ phiếu xác nhận một cái điểm rất cao anh chị mua thêm một phần nữa rồi xong anh chị có thể chia hai điểm mua hai điểm mua dành cho những nhà đầu tư là chuyên nghiệp nha ví dụ em lại mua hai điểm thôi em em đánh quen rồi em chỉ mua hai điểm thôi còn những anh chị nào mà mình mới đầu tư anh chị nên chia làm 3 đến 4 điểm anh chị chia làm 3 đến 4 điểm và cái điểm đầu tiên á, anh chị nên cố gắng mua gần nền nhất cho em mua đầu tiên là mua gần nền sau hai là mua pivot thứ ba là mua điểm breakout. cao anh chị hãy phân bổ vốn vào những cái điểm đó và nó sẽ là một trong những cái phương pháp an toàn cho anh chị so với cái việc anh chị quăng một cục tiền so với cái việc anh chị quăng only một trăm trăm vào những cái điểm này thị trường hắt hơi số mũi là tài khoản anh chị bay rất nhanh anh chị hình dung được cái vấn đề mà chia từ 3 đến 4 điểm mua ra nếu như anh chị mình chưa tự tin nhưng mà đối với em anh chỉ mua hai điểm thôi anh chị nào mà mình đọc tự tin tự tin rồi thì anh chị chị nên mua hai điểm còn những anh chị nào mà mình chưa tự tin nên chia 3 đến 4 điểm mua mua gần nền như có thể mua cố gắng mua những cái vùng nền tảng này thì nó sẽ là những cái bước đệm cho anh chị đừng đợi lên cao anh chị mới mua đừng đợi trên đây rồi anh chị mới bắt đầu anh chị mua rất rủi ro anh chị đừng đợi lên cao anh chị mới mua khi thị trường rung lắc anh chị gì trả giá rất là đắt trên thị trường tài chính anh chị mình phân bổ vốn sai anh chị sẽ lỗ rất là nặng nha đây là một trong những cái phổ biến mà hầu như là ừ, cho dù thị trường nào trên hay là thị trường trên nhiều nhà tư mình vẫn gì vẫn vẫn mắc bẫy những cái lúc mà anh chị nhìn cổ phiếu sale nè những cái lúc ở trên đây nè rất nhiều nhà tư mình đeo bám với những câu chuyện là cổ DG cổ sale 500 một triệu là đấy đó những cái vùng nền phía dưới là những cái vùng mà tổ chức nó mua nó mua nó gom cả năm trời dưới đây nè nó gom cả năm trời kỳ khối lượng là đi ngang hấp thụ hết cả năm trời anh chị không mua mà anh chị gì anh chị chờ nó lên trên đây anh chị mới bắt đầu túc tắt nghe ngon quá anh chị mua càng mua càng gia tăng nguyên mô vốn là anh chị càng lộ nên là cố gắng đánh vốn lớn gần là nhất có thể giúp em đừng đợi cổ phiếu tăng 30 40 phần trăm anh chị mới lúi cuối anh chị mới mới mua và hiện tại có những cơ hội nào không em chia sẻ anh chị thật lòng có rất nhiều cơ hội sau tết rất nhiều những cổ phiếu đang ở những cái vùng nền tảng lớn nên hệ thống em sẽ tập trung săn những cổ phiếu sau khi thị trường chung có những quá trình rung lắc có những quá trình điều chỉnh và nếu như anh chị mình quan tâm muốn tham gia vào nhóm khách hàng đánh những cái danh mục cổ phiếu dẫn dắt thị trường thì có thể liên hệ với số điện thoại của bạn trợ lý bên dưới để mà bạn hỗ trợ cho anh chị nha rồi đấy lấy ví dụ anh chị hiện tại đi những cái cổ phiếu như là ACB hầu như trên những cái vùng này á nó không còn bất kỳ điểm mua nào cả hầu như trên những cái vùng trên cao 28 cho nên là không còn bất kỳ điểm mua nào an toàn vì khi thị trường hắt hơi sương mũi cổ phiếu nó có thể rụt 3% trăm về những cái vùng phía dưới ngay nên là những anh chị nào mình mua được những cái vùng vị thế tốt phía dưới này, này thì anh chị cứ ngồi yên mà nắm giữ cho em hệ thống anh hàng mua ACB quanh những cái vùng mình này mua quanh 25, 26 khi mà em báo cơ cấu là em nhắn anh chị là gì mình giữ mbb băng acb đúng không ạ mbb băng hệ thống em mua cái điểm này mình giữ mbb băng acb còn những cái cổ phiếu khác như là stb vb băng shb mình nên cơ cấu đó, và hiện tại mình vẫn đang giữ mà băng và ACB và những cổ phiếu này cái dư địa của nó mới mới bắt đầu đi lên thôi anh chị cái vùng nền tảng của ACB này gần cả năm trời cả năm trời nhưng mà gần cả năm nó mới đi lên được bao nhiêu phần trăm ạ à? nó mới đi lên đó khoảng 22 thì nó sẽ không dừng lại đây nhưng mà trong quá trình lên nó sẽ có những cái cú rũ Lấy ví dụ anh chị con DBG nha. Đây nè, trong quá trình lên của cổ phiếu này, đây lấy ví dụ anh chị nè. Đây là cái vùng nền tảng tích lũy rất lớn của cổ phiếu, đúng không ạ? Vùng nền tảng tích lũy rất lớn, nhưng mà cái nguồn cung bên đá nó vẫn còn. Thì khi nó gặp những cái vùng đỉnh 52 tuần này thì nó sẽ xảy ra những cái quá trình điều chỉnh là bình thường. Và đây là cái cú chỉnh 20% và đây là cái cú điều chỉnh 20% của cổ phiếu và anh chị thấy là khi cổ phiếu điều chỉnh 20% nó loại bỏ hầu hết những nhà tư đi bám trên này mua xa nền nó loại bỏ cho anh chị cắt lỗ sạch và những anh chị nào mua gần nền những cái vùng dưới đây thì anh chị là giữ được hàng và anh chị là gì chiến thắng và kiếm được tiền từ nó vì anh chị mua những cái, nền, những cái vùng nền những cái vùng nền những cái vùng giá vốn của tổ chức còn so với cái việc anh chị mua trên cao rồi cổ phiếu nó đã tăng hai chục ba chục phần trăm và nó không tạo bất kỳ một cái vùng nền nào đủ cứng không tạo được bất kỳ cái quá trình nào đi ngang quá hai tuần nó mới đi ngang ba bốn phiên những cái vùng này mà anh chị đổ tiền và anh chị mua thì anh chị rất dễ dính vào những cái bẫy mà anh chị mình đi sai vốn nên anh chị chỉ có cháy tài khoản thôi đó là lý do tại sao khi thị trường uptrend vẫn có người lỗ bình thường là như vậy anh chị mình đi sai vốn anh chị không đi đúng vào những cái thời điểm đây là những cái vùng giá vốn gần nền này, thì cố gắng mua những cái vùng nền này đó, ví dụ ACB, CTG đấy, nó đang quanh những cái cây nến uh, doji này nến pin ba nến con xoay anh chị thì khi thị trường khác hơi nó có thể nó quay rồi nó giảm thì những ai mua những cái vùng phía dưới anh chị có thể là gì xử lý ngay còn anh chị mình mới mua nha lấy ví dụ anh chị cổ phiếu CTG anh chị mới mua cái phiên ngày thứ tư vừa rồi anh chị không kịp xử lý thì anh chị vi phạm các lỗ ngay đó là một trong những cái sai lầm phổ biến của anh chị nhà đầu tư nha phân bổ vốn sai đó thứ ba là anh chị không xây dựng được cái chiến lược đây là một trong những cái cốt lõi anh chị không biết mua vì gì nhiều nhà đầu tư mua từ đầu tư mua từ đầu cơ nhiều 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 người đầu tư thì khoáng á từ đầu cơ tức là ăn trên lệch giá mà trở thành cổ đông bất đắc dĩ ví dụ như là xe 100 nè dg một trăm nè nhiều anh chị lắm anh chị hay là những cổ phiếu flc art rất nhiều bài học rút ra từ những cái cổ phiếu đó là gì ạ? À? Anh chị mua sai điểm và không có phân bổ vốn và không có chiến lược. Không biết mua về gì, từ mua đầu cơ ăn trên lệch giá mà thị trường giảm không chấp nhận cái sai lầm của mình và anh chị xảy ra một cái tình trạng là gì? Đi tìm báo cáo tài chính. Anh chị đi tìm báo cáo tài chính coi doanh nghiệp nó có ngon hay không và anh chị lại trung mình giá xuống và gì? Bị mất mất định hướng luôn. Từ đầu tư mà trở từ đầu cơ mà trở thành đầu tư bất đắc dĩ và anh chị trả giá rất đắt. Nên là anh chị hãy nhớ giúp em nè, mua vì gì bán vì đó mua cổ phiếu từ giá năm để lên giá 10 thì sao ạ à? thì nếu cổ phiếu từ giá năm mà đột nhiên nó giảm còn giá 4 anh chị phải cắt lỗ anh chị phải xử lý cái bài học đầu tiên trong những cái cuốn sách của Mark Minervini, Jesse Livermore là gì ạ? À? Học cách cắt lỗ. Nhưng mà là học cách kiếm tiền. Học cách cắt lỗ, phải chấp nhận cái sai của mình. Và trên thị trường này chính cắt lỗ là bình thường. Cắt lỗ nó là cái bảo vệ cho anh chị, nó là cái phần bảo hiểm cho tài khoản đó. Nên anh chị đừng nghĩ là ở ừ, cắt lỗ là thua, đừng nghĩ là ở ừ, cắt lỗ là hèn. Không có, cắt lỗ mới thành công mất Minervini mất 7 năm áp dụng cái phương pháp này họ cắt lỗ thì họ mới có mới trở thành được phù thủy chứng khoán với hiệu suất là một năm hơn 200 phần trăm Minervini rất là kinh khủng anh chị thì anh chị cần phải gì ạ à? cần phải xây dựng một cái chiến lược phải biết mua vì gì bán vì đó chứ không phải là ừ mình mua từ giá cao ăn đầu cơ mà bây giờ mình thành cổ đông bất đắc chị đó là một trong những cái mà hầu như ai cũng mắc phải anh chị nha xây dựng chiến lược hãy nhớ mua vì gì bán vì đó và em không có khái niệm mua hỗ trợ bán kháng cự em cũng không có khái niệm mua đỏ bán xanh mà em chỉ gì mua cao và bán cao hơn lấy ví dụ anh chị đi lấy ví dụ anh chị cổ phiếu gì ta lấy ví dụ anh chị cổ phiếu BSI đi hệ thống này hàng em mua những cái vùng giá 4, 47 đây này. mua những cái vùng nền tảng này đấy mua những cái vùng này hiện tại lại khoảng mười mấy phần trăm á là mua những cái vùng này đó lại khoảng được khoảng mười mấy phần trăm BSI và với những cái cổ phiếu này á không phải mua từ 46 47 lên những cái vùng khoảng 54 em bán không em không làm việc đó mà em mua từ những cái điểm này để làm gì chờ đợi một cái chu kỳ chạy nước rút của cổ phiếu kéo về những cái vùng 60 đến 65. Giả, giả sử chẳng hạn như vậy, chứ không phải là ừ mình mua đỏ phía dưới đây lên đây xanh mình bán. Em không phải đánh tay cộng, cũng không phải là mua hỗ trợ và bán những cái vùng kháng cự mà là em mua nắm giữ với những câu chuyện của doanh nghiệp, với những cái sự tăng trưởng của các nhóm ngành. Đó gọi là gì? Đánh sóng tăng trưởng. Và với những cái cổ phiếu cái dư địa của nó vẫn còn. Nên nếu anh chị đã xây dựng được cái phương pháp chiến lược, cho dù nó có rung lắc nó có chỉnh 2 3% nó cũng không phải là vấn đề. Vấn đề mọi người biết mọi người phải làm gì trên thị trường chứng khoán. Mọi người phải định hướng được chúng ta đang nằm ở đâu. Chứ nó các anh chị á, anh chị nhìn cổ phiếu CTG này. Đấy, CTG này. Một người họ mua từ những cái vùng phía dưới này, họ nắm giữ 2 3 tháng rung lắc kệ nó luôn. Thì sao ạ? Cổ phiếu tăng 33%, kiếm 33% nhưng anh chị mình cứ mua hỗ trợ này, lên mua đỏ lên xanh anh chị bán này, rồi anh chị mua giá đỏ này, lên giá xanh anh chị bán anh chị mất hàng. Anh chị không bao giờ giữ được hàng, đúng mà Nè, anh chị cứ mua những cái vùng giá hỗ trợ này. lên kháng cự vài phần trăm bán, rồi mua hỗ trợ lên kháng cự vài phần trăm bán. Rồi, sao nữa Rồi sao nữa? Rồi bắt đầu mua hỗ trợ đúng không? Mua hỗ trợ nè. Mua những cái vùng hỗ trợ và và gì ạ? Và nó lên cho anh chị ăn một đoạn nữa. Nó anh chị cứ lặp đi lặp lại khoảng 3 4 lần đi rồi đến lúc gì nó đục luôn cả hỗ trợ. Đấy, mua hỗ trợ này nó đục cho anh chị luôn cả hỗ trợ đục cho anh chị hỗ trợ rồi anh chị lại không biết mức định hướng rồi không biết xử lý như thế nào nhiều khi anh chị bán bán tại những cái vùng giá đáy của cổ phiếu luôn nên hãy xây dựng cho mình một cái chiến lược mua về gì bán vì đó không phải là mua đỏ bán xanh mà chúng ta mua cổ phiếu để bán sinh lời cổ phiếu trên cái phần trên lệch mua cao để mà bán cao hơn và Jesse Livermore có nói là gì không cổ phiếu nào quá rẻ để bắt đầu bán khống bán khống là ở thị trường chứng khoán mỹ là anh chị kỳ vọng nó xuống anh chị short nghĩa là phái sinh á gọi là bán không và không cổ phiếu nào quá cao để bắt đầu giảm ngân không cổ phiếu nào quá cao để mà mua anh chị nhìn những cái con như là gì e, flt đi tại sao báo cáo từ chín quý tư nó báo lộ? nhưng mà giá nó vẫn tăng anh chị cao không giá cực kỳ cao vì dòng tiền thông minh vào những cái vùng này, này, dòng tiền thông minh họ vào họ đã setup rồi hay là anh chị nhìn những cái cổ phiếu fpt nè giá cao không vẫn tiếp tục cao và những cái cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng nữa và cái phiên này là cái phiên hệ thống khách hàng ngày mua mua khi nó tăng khoảng ba hơn mua cái điểm này nè Tuy là nó là cái thằng trụ nhưng mà hàng về mình vẫn lãi. Mình vẫn lãi được 5-6% với những cái cổ phiếu này. Đấy thì em là một trong những cái minh chứng và chia sẻ cho anh chị vấn đề là gì? Nếu anh chị đã có hệ thống chiến lược, có cách phân bổ đi vốn thì anh chị sẽ kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán. Và cứ thị trường chung điều chỉnh thì sao ạ? À? Thì rất nhiều những cái cơ hội nó mở ra cho anh chị. Vì khi thị trường chung chỉnh, anh chị mới lọc được đâu là những cái quả trứng gà và đâu là những cái quả bóng tennis để mà anh chị mình phân bổ vốn và lựa chọn những cái cổ phiếu leader trong chu kỳ sắp tới. Đó. Và đó là một trong những cái bài học một trong những cái sai lầm phổ biến của quý anh chị nhà đầu tư và em hy vọng rằng anh chị cần phải thay đổi tư duy, thay đổi góc nhìn và cùng nhau xây dựng một cái hệ thống cộng đồng nhà đầu tư thông minh chứ không phải là cộng đồng nhà đầu tư mình thu lỗ hay là gồng lỗ nữa. Mà em cần muốn anh chị phải thay đổi cái góc nhìn đi, thay đổi về cái tư duy để có thể kiếm tiền và giữ được tiền từ thị trường chứng khoán và đó là một trong những cái nội dung rất là hay. Em muốn truyền tải và chia sẻ anh chị trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Em đứng với một cái góc độ, một cái vai trò là em chia sẻ chứ không phải là dạy gì cả em chia sẻ cho anh chị bằng những cái bài học xương máu những cái lúc mà mình gọi là thăng trầm trong cái sự nghiệp tài chính đó. chia sẻ cho anh chị hy vọng rằng những cái giá trị này sẽ giúp anh chị có một góc nhìn nó đa chiều hơn. Và nếu như anh chị thấy cái bộ livestream ngày hôm nay hay, hữu ích, có thể ủng hộ em một cái nút like, một nút đăng ký kênh hoặc là một cái nút share, một cái lời cảm ơn cũng được, đó sẽ là một trong những cái động lực tinh thần. Và à, nếu như anh chị mình chưa tham gia room cộng đồng của em có thể quét mã QR code bên góc trái để mà tham gia hoặc là bấm bên dưới bình luận để mà tham gia nha rất vui rất hân hạnh hôm nay là mùng 4 tết rồi nhưng mà vẫn nhận được cái sự yêu thương quan tâm của quý anh chị nhà đầu tư đến với kênh đầu tư cùng với T stock và em cũng xin kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay ở đây thì cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem và chúc cả nhà một buổi tối một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ thật là bình an bên gia đình và người thân nha xin chào tạm biệt